Sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 27 ngày 28 tháng 12 năm 2022. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm trung bình 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, gió nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ, độ ẩm trung bình 90%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trời rét hại, nhiệt độ từ 5 đến 9 độ, độ ẩm trung bình 95%. Khu du lịch Bắc Hà, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, gió nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ, độ ẩm trung bình 90%. Tiếp theo là thông tin thời tiết các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ từ 5 đến 17 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 6 đến 18 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm về sáng có mưa, ngày có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ.